Sao mình đau đầu quá vậy? Sao mình lại ở đây? Mày nhìn đã làm cái gì vậy? Anh là cái đồ ngáo ngơ, vô tâm, không biết cái gì hết. Sao em nói anh vậy? Thứ gì nữa? Không phải tại anh nó thích cái màu son cam á. Là em đâu có phải ngày nào đi làm cũng đánh cái son màu cam lè vậy đâu. Chỉ vì muốn gặp anh á, mà ngày nào cũng phải qua đó em mượn đồ hết. Bà biết bao nhiêu là trò, mà anh có thèm gì để ý tới em đâu. Cô ấy đáng yêu thật. Anh của em. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Em đi về nhà em ngủ. Anh mà em đừng giả bộ nữa, dậy đi. Em có định chịu trách nhiệm những chuyện tối qua đã làm không? Trách nhiệm gì? Anh mới là người chịu trách nhiệm cho em á. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh nói là em có chịu trách nhiệm những lời nói tối qua đã nói không? Thay rồi chứ đâu, nhưng mà không phải anh thay, Trúc thay. Hồi tối anh mới gọi Trúc qua thay đồ cho em, anh đâu có dám đụng em khi chưa được cho phép. Nhưng mà em thì ngược lại, ngay ngày đầu tiên mới đồng ý quen nhau, em đã mạnh dạn như vậy rồi. Có người trai rồi hả? Sao người dám vậy hả? Stuck in my seat and getting off easy, like I'm doing time, yeah.